Hai chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ tổ chức cái mini game và nói chung là sẵn đo cái đuôi cái con đuôi 2005 cho mọi người xem. Tại vì hôm bữa do mình bắt về nó khá là khuya mọi người, cho nên là mình không có quay video cho anh em được. Với lại là mình cũng đo heo cầu, với lại hôm bữa mình không có báo bán được là lý do là nó khá là yếu mọi người. Mình không biết sao thì bây giờ thì nó đã mạnh khỏe rồi. Thì giờ mình sẽ bắt ra mình quay, mình đo đuôi cho anh em xem, và xong sau đó thì mình sẽ nói cái lợi chơi mini game như thế nào cho anh em luôn ha. Thì hy vọng lần này thì sẽ có người trúng, chứ thật sự mà nói là chơi mà không trúng thì cũng khá là buồn ha mọi người. Chứ để anh em nói mình lại là lừa đảo thì có nhiều anh em kêu mình như vậy, còn thì có thì anh em chơi rồi, anh em nào đã nhận từng nhận quà của mình thì anh em sẽ biết được là mình có lừa ai hay không ha. Hôm bữa mình bắt mình vuột hết con đuôi 20 yếu mọi người. Bữa nay thì nó đã mập lại mọi người, chứ hôm bữa là nó khá là ốm mọi người. Đây. Đây là gió thổi thôi là mình thổi nha. Đây mọi người, đuôi nó cũng gần như là cái cọng này nó lại lem lem trắng thôi. Bây giờ mình sẽ đo cho mọi người xem. Đây mọi người thấy mình sẽ chặn ở đây ha. Mình chặn ngang cái chóp đuôi nó luôn. Đây nha mọi người. 206 luôn chứ không phải là 205 mọi người. Thì bây giờ nó đã khỏe rồi thì mình sẽ bán lại cho anh em. Anh em nào thích thì alo cho mình ha. Nói chung thì nó đã ăn uống khỏe rồi mình mới dám bán mọi người, tại vì hôm bữa giờ mình thấy nó khá là ốm, nó còn chỉ có cái xương cái yếm của nó là bây giờ nó đã mập hơn một xíu mọi người, cho nên là mình mới dám đăng bán. Chứ một khi mà mình ở mình về mà con chim nó ốm yếu quá thì thật sự mà nói là do con này nó khá là hay, cho nên là khoảng 7 giờ là mình bắt liền luôn mọi người. Để mình bỏ đồ vào cho nó xong sau đó mình sẽ không báo hay là chơi mini game ha. Thì anh em nào yêu thích con này thì alo cho mình, thì số điện thoại mình là ngoài số cũ mọi người. À. Đủ 206 nha mọi người. Rồi,
Bây giờ thì nói chung là cái phần đo đuôi á thì đã xong rồi ha. Giờ mình tiếp tục qua cái gọi là trò chơi mini game của mình. Thì đây. Còn qua của mình sẽ là một con chấp màu mình do chính mình bẫy nha mọi người. Bẫy lục hồng bữa mình bẫy đấu đàng hoàng nha, chứ không phải là bẫy mà lưới bẫy gì hết nha. Đây. Thì chồng màu này là chồng màu bình dương mọi người. Nó khá là thuần do có người nuôi rồi mọi người thấy không? Đây. Thì phần quà sẽ là một con chúp mèo và cái hồi lợi chơi là như thế này. Thì nhiều anh em nói mình có ba con số khó đoán quá, thì bây giờ mình sẽ chơi hai số thôi không rồi. Thì quà này nhỏ ngắn cho nên là mình sẽ chơi trong vòng 3 ngày. Thì bữa nay là ngày 23 và ngày 26 thì mình sẽ chốt kết quả. Thì mình nếu mà ngày 26 thì mình sẽ chốt kết quả, mình sẽ sử dụng tiếp tục ở đài Hà Nội ha. Mình sẽ lấy là số đầu đi cho mọi người giải tính là mình sẽ sử dụng hai con thôi. Quên, tại Hà Nội tới 5 con số đầu là không được. Thôi mình sử dụng số đặc biệt cho mọi người. Số đầu của đài Hà Nội tới 5 số lần cho nên là 5 giải, cho nên là mình không phải dùng được, mình sẽ dùng hai con số cuối cùng của giải đặc biệt. Và anh em mỗi người chỉ đón được duy nhất một lần một con số thôi nha mọi người. Tại vì tổng cộng là có 100 số thôi mà. Ờ ha, mà kết quả nếu mà lớn trùng thì không được. Rồi xong ok. Thì giờ cái lồng tắm hồng bữa của mình đó mọi người, thì vẫn còn dư một giải. Thì cái lồng tắm đó không có hình tính. Mà để mình tặng hai con chúp mèo đi mọi người. Thì mình còn một con máy nữa, nhưng mà con máy này nó bị nói chung là máy này khá là đẹp nhưng mà do mình chăm không kỹ nó cắn lộn mọi người, nó bị chọc hết con mắt. Thì sẽ có hai giải. Cái giải đầu tiên là con này là con trống mọi người. Còn máy kia là máy mình cũng tính giữ để mình ghép đẻ mọi người, tại vì mồng nó cong lên như này khá là đẹp, mình tính giữ lại. Thì thôi thì sẵn thì làm một cặp luôn, thì một cặp thì có hai giải. Nếu mà anh em nào đón trùng thì cho nó kết quả nó hấp dẫn tí, chứ để mà có một người trúng thì sẽ không vui nha mọi người. Để cho mọi người có thể là đón trùng nhau và cái khả năng trúng thì sẽ cao hơn, tại vì có 100 con số à, cho nên là anh em mỗi người chỉ duy nhất một lần bình luận thôi nha. Và cái yêu cầu của mình á là không cần anh em phải đăng ký kênh, là chia sẻ hay là làm cái gì đó mà để mình công nhận là ừ anh em có tham gia, có thường xuyên theo dõi kênh mình hay gì đó, thì không cần. Chỉ cần anh em là comment bên dưới và vui với mình là được thôi. Còn cái chuyện trúng á thì mình sẽ nói chung là mình sẽ kiểm tra những nơi nào mà có xe hay có gì đó, thì anh em hỗ trợ giúp mình là để mình gửi chim đi. Thì chim đi như thế nào thì mình, nếu mà anh em có Zalo Facebook thì mình sẽ gửi cái địa chỉ của những cái nơi đó, hoặc là mình sẽ đi đăng mình kiếm phụ. Nhưng mà anh em phải kiếm phụ mình nha, chứ không phải là mình mình một mình kiếm không. Thì nếu mà không có cho gửi cho anh em thì cũng khá là buồn luôn, tại vì nếu có anh em trúng thì mình lại không nhận được. Thì thật sự thì hồi trước cũng có một bạn trúng họa mi mà không nhận được đó mọi người, cho nên cũng khá là buồn. Và mình thì cũng có gửi cạp điện thoại lại bạn đó, và những nơi và sau này thì cũng có một số bạn thì cũng hên là mình đã kiếm ra xe và mình gửi tới nơi và anh em nhận chim vui vẻ đàng hoàng. Thì còn anh em nào không tin thì nói chung là những anh em nào đã từng nhận chim của mình đó, thì khi mà xem video này thì hãy comment mạnh mạnh vào để cho nhiều anh em khác tin tưởng là chim của mình là không phải là mình làm gửi mà mình dạy sao ta, mà mình đưa người nhà mình vào mình chơi và người lạ không phải nào trúng được, không có em người. Mình cái game của mình đó là không có người quen nha, toàn đa số là anh em yêu thích chim của mình và chơi tham gia thôi, chứ không phải là mình có ý đồ là mình câu like câu view hay là làm cái gì đó để cho kênh mình được nhiều người xem, thì không có nha mọi người. Thì anh em có thể là xem và comment những người mà đã từng, nói chung là anh em có thể xem những cái video game trước của mình và có anh em trúng thì anh em có thể là liên hệ riêng và để xem những anh em đó có trả lời anh em hay không, chứ thật sự mà nói là mình không có làm những cái tầm bậy vậy đâu mọi người. Thì mình sẽ nhắc lại cái thể loại mini game đó chính là một cặp trâu mèo và có một con máy mòng lăn, nhưng mà nó bị chọt hết một mắt mọi người, là do để nó đánh lộn với nhau với mấy con máy mọi người. Thì và một con trống. Thì giải đầu tiên á thì cái người comment đúng và sớm nhất là sẽ là con trống, người thứ hai sẽ là con máy đó nha mọi người. Thì bây giờ thì sẽ là 3 ngày, hôm nay là ngày 23, thì tới ngày 26 mình sẽ chốt kết quả. Và
Dạ, đó chính là đặc biệt ngày 26 đài Hà Nội nha mọi người. Thì hai con số cuối cùng thì mọi người chỉ bình luận một con, và anh em có thể sử dụng tắt hoặc là nhiều nick để có thể là bình luận vào luôn mọi người, chứ không phải là anh em chỉ sử dụng một cái nick để anh em comment thôi. Thì anh em có thể là tạo khá là nhiều cái kênh YouTube thì anh em vào bình luận không sao hết. Thì hiện tại bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây, và mong rằng là cái mini game đợt này sẽ có người trúng nha mọi người. Chứ hai mini game đợt trước không ai trúng hết, khá là buồn, xém trúng thôi. Thì hy vọng là mini game đợt này sẽ dễ hơn và sẽ được hai người cùng trúng một lúc luôn nha mọi người, cho nó vui, chứ đợi mà trúng một người thì cũng khá là buồn. Thì mình xin kết thúc tạm dừng video ở đây, để mình đăng cái video này lên để anh em có thể tham gia sớm nhất ha. Chào tạm biệt tất cả mọi người.